không mua đâu. Bây giờ ra bán nhà, rồi Bảo bóc bánh cho đi. Bảo ra dưới nhà đi, mang ra dưới nhà di chuyển chỗ đi. Ra dưới nhà. Nhanh nhanh nhanh, ngồi xuống, Bảo ngồi xuống. Ăn bánh kìa, ăn bánh kìa. Bánh kìa. Nhanh lên, bánh bánh. Bóc ra cứ đưa mỗi em một cái đã. Đây, bóc vào đây, bóc vào đây, đưa cho mỗi em một cái. Đây cho con này, có ngồi đâu. Dạ, anh bóp nét hết. Con em đi. Đây, con đút cho anh. Bảo, phụ cho đút em không? Cầm, cầm nha, Bảo đút cho em rồi. Bảo to quá. Nó ăn uống nhiều rồi, nó như con voi. Bảo ấy. Nên nó bự dữ rồi con. Ừ. Nó ăn một lần là hai suất cơm ấy. Ăn rồi nó bự ghê á. To như con voi. Cái gì mấy phụ mẹ được chứ. Phụ mẹ cho mấy em được. Như kia mặc đồ luôn. Khó khỏi từ từ mặc. Xem miếng to bảo bảo mày làm nát nhá. Làm giống con xương vậy à. Đưa cho anh một cái để anh rút cho anh phụ đi. Biết. Làm được hết. Làm được hết. Cô ấy. Ôi cái thằng kia ra đây, ra đây. Nó vào rửa, đi ra ngoài này mau. Kia xôi, nó mang vào trong kia là kiến cắn chết. Đi vào đây, đi vào đây. Con này, đi vào đây. Con ăn nhé. Trưởng ra. Coi ơi, ra đây mẹ, coi ra đây mẹ, ra đây mẹ cho ăn bánh mau, ra đây mẹ nào, ra đây mẹ nào, ôi yêu, đi ra ăn bánh kìa, ăn bánh, ăn bánh kìa, ra đây mẹ mau, cái thằng kia kìa, Báo ơi. Bê nó ra đây, không được đây, một kiến nó cắn chết. Nhanh lên, cả đầy nhà rồi. Con ngồi con quạt chân lại ngang bụng nó, ngồi xuống quạt chân ngang bụng nó. Bê ơi, đừng có cho nó lên nệm, bé bé nó đi ăn. Ăn em ra đây. Thường tự nhiên đưa cho nó gì. Bé nó chưa biết ăn đâu. Lấy cái bánh ra đây cho con lúc đó. Thôi đừng đưa đánh cho nó đi, nó bảy khắp đây kiến cắn. Bạn nào ăn bánh thì đi ra đây. Xong lát nó khổ, bà dọn cho ai dọn. Đây ra bà. Cứ vào miệng mà nó. Cái bánh này nó nát ghê quá. Ôi, em đút cho nó. Đó, đúng rồi. Không cho nó cầm mà cầm cái nguyên chưa bắt. Nó không bắt được đâu. Cái nguyên như đâu khóc. Nát đầy nhà rồi. Má, nhà nó cắn tay luôn. Cho đi học hết. Bao nhiêu đấy học này? Hôm nay đi học khoảng 10 cháu. Hôm nay mới chở được 8 đứa. Còn thiếu 2 chứ. Chở lần đi 2 đứa. Định cho 10 đứa đi học. Không ăn thì đưa cho cô Sương kìa. Tám đứa hết bố 2 chuyến. 4 chuyến. Đi bao xa đi. Gần đây ngay nè. Bánh Báo đứng ở cho mẹ quay phim, mày đứng cả chặt mẹ hết cái màn hình của ta. Thằng đấy nó đòi ăn, cho nó ăn nhiều rồi, cho nó đá đi. Đạp bên em kìa, đạp bên em mà Báo. Không. Mẹ cho em, mẹ cho em. Nào. Trời ơi, con rút đàng hoàng rồi. Tụi đen không ai rút cho đen ăn nữa. Bây giờ đi lùi đi.
ơi.